Tôi luôn có một cái suy nghĩ rằng là với một người ca sĩ không những phải hát hay mà cũng cần phải có một cái ngoại hình thật sự là ưa nhìn. Một số trường hợp rất nặng thế này, xa nhau khoảng 1,5 hay 2 cm thì ta ăn không được thì sao? Chúng ta nhai còn cái răng số 7, số 8 sao nhai được? Cái hàm như thế này không nhai được. Tại không nhai được thì chúng ta sẽ một thời gian tiêu hóa, ăn không tốt với sức khỏe. Chưa đó là hai cái quan hàm rất là mỏi. Em trao ta trong tay nhau, mình lại như chưa từng xa cách. Với ngoại hình này thì chắc chắn là khó có thể bước chân vào được cái ngành công nghiệp âm nhạc của nước ta hiện nay.